UEFA đổi luật thổi phạt đền vì sự cố Euro 2024 sự cố bóng chạm tay trong trận tứ kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Đức khiến UEFA phải đổi luật. Theo tờ Zelevo ngày 23 tháng 9, Ủy ban trọng tài UEFA đổi luật thổi phạt đền khi tay chạm bóng trong vòng cấm theo hướng giảm trường hợp miễn trừ. Trọng tài sẽ chỉ bỏ qua nếu tay chạm bóng áp sát cơ thể, thay vì gồm cả tay chạm bóng thu về gần cơ thể và hướng xuống dưới. Lý do dẫn đến việc UEFA đổi luật là tình huống gây tranh cãi ở phút 107 trận tứ kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Đức. Khi đó, trọng tài Anthony Taylor và pha dựa theo luật cũ, từ chối thổi phạt đền cho Đức sau khi Yaman Muziala sút bóng trúng tay Mark Kukuzela trong vòng cấm Tây Ban Nha. Vào thời điểm chạm bóng, tay của Kukuzela thu về gần cơ thể và hướng xuống dưới. Khi sự cố xảy ra, tỷ số trận đấu đang là 1 đến 1. Nếu Đức được hưởng phạt đền và sút thành công, kết cục Euro 2024 có thể đã thay đổi. Sau khi thoát hiểm, Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 nhờ cú đánh đầu của Mikel Merino ở phút 119. Tiếp đà từ chiến thắng gây tranh cãi, đội bóng của huấn luyện viên Luis Zelafen Tây thắng Pháp 2-1 ở bán kết và Anh 2-1 ở chung kết. Việc trọng tài Taylor từ chối thổi phạt đến khiến dư luận và bóng đá Đức phản ứng dữ dội. Huấn luyện viên tuyển Đức Julian Nagelsmann kêu gọi nên xem lại luật. Nếu bóng bay vào trung tâm thành phố Stuttgart và chạm tay, tôi sẽ không nói gì. Nhưng đằng này, bóng hướng vào khung thành. Bạn nên xem bóng hướng vào đâu, lên trời hay không thành? Nagelsmann nói, với Euro mới nhất, Tây Ban Nha lập kỷ lục 4 lần vô địch vào các năm 1964, 2008, 2012 và 2024. Đức rơi xuống thứ hai với 3 lần vô địch vào các năm 1972, 1980 và 1996.